Hello, xin chào 500 anh em đã trở lại với Zonia Supercar Vlog. Và như các bạn đã thấy thì ngay trước mặt chúng ta chính là một chiếc Ford F-150 Raptor. Đây là chiếc siêu bán tải hiệu suất cao của Ford, Ford Performance. Xe vẫn chưa có biển số. Xe được trang bị động cơ V6 3.5 lít EcoBoost, hay còn gọi là tăng áp, sản sinh công suất 450 mã lực, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đây là mẫu xe bán tải hiệu suất cao của Ford, Ford do đơn vị Performance phát triển, cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Nó lại còn có màu xanh, xanh dương rất là đặc trưng của Ford Performance, cực kỳ đẹp luôn anh em có thể thấy. Nó đứng trên phố thì trông nó rất là to, như một anh chàng kia cao khoảng 1 mét, đâu đó khoảng 1 mét 7. Khi đi qua chiếc này thì trông các bạn có thể thấy thấp hơn, bé hơn rất là nhiều so với chiếc F-150 Raptor. Như các bạn thấy đây chính là cái logo F-150, logo Raptor, Raptor bên kia, còn đây là logo Ford. Wow, hệ thống ống xả cực kỳ lớn luôn anh em có thể thấy, hệ thống ống xả này. Mới đây thì hai chiếc đời 2018 cũng được nhập về Việt Nam. Quả cũng cực kỳ to luôn. Bên hậu LED, chiếc này cũng được trang bị tem Raptor hai bên. Có đây là những tùy chọn. Đây là bộ lốp. Wow. Mầm khá là nhỏ, tuy nhiên lốp thì cực kỳ lớn. Một mẫu xe chuyên vào Brad mà chạy địa hình. Các bạn có thể thấy cái lò xo của Fox, hệ thống giảm sóc, hệ thống treo của Fox, Fox Racing, cực kỳ mạnh mẽ luôn đấy. Bật lên xuống cố định hai bên. Cửa mã hóa bằng số. Gương chiếu hậu cực lớn. Quá là khủng luôn. F-150 Raptor như robot, phần đầu xe thiết kế như robot luôn. Bên pha LED, bên pha LED với thiết kế rất là hầm hố. Cả trước là kim loại, ốp gầm cũng là kim loại. Logo Ford chính giữa. Camera trước kì đẹp, cô đẹp. Động cơ V6 3.5 lít 450 mã lực. Nguyên xoắn cực đại đâu đó khoảng 570 Nm. Cực kỳ mạnh luôn. Chiếc bán tải. Hệ thống màn hình cảm ứng 8 inch, hệ thống sinh 3, giải trí sinh 3, ghế ngồi bọc da cao cấp, chỉnh điện, hai ghế lái, ghế phụ như robot anh em. Wow. Siêu đẹp luôn. Wow. Để cho anh. Wow, quá đẹp luôn nhỉ. Cực kỳ to luôn. Đây là biến thể phiên bản cao cấp nhất, Super Crew, cabin kép,
4 cửa, 5 chỗ ngồi. Có lẽ sẽ chào, mình xin chào các bạn từ đây. Xin chào, hẹn gặp lại 500 anh em.